Tương ưng thứ 42 Tương ưng thôn trưởng Gamani Sanjuta Một La Mã Kinh Chanda Chanda mươi 353 Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ Rồi thôn trưởng Chanda Bạch Thế Tôn Do nhân gì Bạch Thế Tôn Do duyên gì Ở đây có người được gọi là tàn bạo Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có người được gọi là hiền lành, surata. Ở đây, này thôn trưởng, có người tham dục chưa được đoạn tận. Do tham dục, raga, chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm phẫn nộ, nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Sân chưa được đoạn tận, do sân chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành người ấy do vậy được gọi là tàn bạo si chưa được đoạn tận do si chưa được đoạn tận người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành người ấy do vậy được gọi là tàn bạo này thôn trưởng đây là nhân đây là duyên ở đây có người được gọi là tàn bạo. Nhưng ở đây, này thôn trưởng, có người tham dục được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận, nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ, nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Sân được đoạn tận. Do sân đã được đoạn tận, nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ, Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành, người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Si đã được đoạn tận, do si đã đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ, do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành, người ấy do vậy được gọi là hiền lành. Này thông trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có người được gọi là hiền lành được nghe nói vậy thôn trưởng chanh đa bạch thế tôn thật là phi diệu bạch thế tôn thật là phi diệu bạch thế tôn bạch thế tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích bạch thế tôn con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ đây trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hai La Mã Kinh Talaputta Talaputta Sutta 354 Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc rồi Talabuta, vũ kịch sư, Natagamani đi đến thế tôn. Sau khi đến, đánh lễ thế tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vũ kịch sư Talabuta bạch thế tôn: Con được nghe bạch thế tôn, các vị đạo sư, tổ sư thổi xưa nói về các nhà vũ kịch nói rằng, ai là nhà vũ kịch trên sân khấu giữa kịch trường với các điệu bộ giả sự thật làm quần chúng vui cười thích thú người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Baha Sadeva Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? Thôi vừa rồi, này Phủ Kỳ Sư, hãy dừng ở đây, chứ có hỏi ta về điều này. Lần thứ hai, Phủ kịch Sư Talabuta Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị đạo sư, tổ sư thổi xưa nói về các nhà phủ kịch nói rằng ai là nhà vũ kịch trên sân khấu hay giữa kịch trường với các điệu bộ giả sự thật làm quần chúng vui cười thích thú người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười ở đây thế tôn nói như thế nào thôi vừa rồi này vũ kịch sư hãy dừng ở đây chớ có hỏi ta về điều này lần thứ ba vũ kịch sư Talabuta bạch thế tôn Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị đạo sư, các vị tổ sư thổi xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng ai là nhà vũ kịch trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Ở đây Thế Tôn nói như thế nào? Thật sự ta đã không chấp nhận và nói rằng, thôi vừa rồi, này Phú Kỳ Sư, hãy dừng ở đây, chớ có hỏi ta về điều này. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông. Này phủ Kỳ Sư, đối với những loại hữu tình thổi trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, nếu nhà phủ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng tăng thịnh. Này phủ kịch sư, đối với những loại hữu tình thổi trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc nếu nhà phủ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân của họ càng tăng thịnh. Này phủ kịch sư, đối với loại hữu tình thổi trước chưa đoạn trừ lòng si, còn bị lòng si trói buộc. Nếu nhà phủ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si của họ càng tăng thịnh. Người ấy tự mình đấm say, phóng giật, làm người khác đấm say và phóng giật sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh trong địa ngục hí tiếu, Pahasa. Nếu người ấy có tà kiến như sau, người vũ kịch nào trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điều bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú, người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cộng trú với chư thiên hay cười. Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến, này vũ kịch sư, ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú, một là địa ngục, hai là súc sanh. Khi được nghe nói vậy, Phú Kỳ Sư Talaputa phát khóc và rơi nước mắt. Chính vì vậy, này Phú Kỳ Sư, ta đã không chấp nhận và nói, Thôi vừa rồi, này Phú Kỳ Sư, hãy dừng ở đây, Chớ có hỏi ta về điều này. Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng bạch thế tôn vì con đã bị các đạo sư các tổ sư phủ kịch thời trước đã lâu ngày lừa dối con dối trá con dắt dẫn lầm lạc là con rằng người phủ kịch nào trên sân khấu hay giữa kịch trường với các điệu bộ giả sự thật làm quần chúng vui cười thích thú người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên hay cười thật là phi diệu bạch thế tôn thật là phi diệu bạch thế tôn bạch thế tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Vũ kỳ sư Talabuta được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Talabuta, vân vân trở thành một vị A-la-hán nữa. Ba La Mã Kinh Yodashiva Yodashiva Sutta 355 Rồi chiến đấu sư Yodashiva đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, chiến đấu sư Bạch Thế Tôn. Con được nghe Bạch Thế Tôn, các vị đạo sư, tổ sư thổi xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng vị chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say, tinh tấn. Do hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarasita. Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? Thôi vừa rồi, này chiến đấu sư, hãy dừng ở đây, cho có hỏi ta về điều này. Lần thứ hai, vân vân. Lần thứ ba, chiến đấu sư Yodashiva Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị đạo sư, tổ sư thổi xưa, nói về các chiến đấu viên, nói rằng Vị chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say tinh tấn do hăng say tinh tấn như vậy bị người khác tàn sát đánh bại vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên tên là sarasita ở đây thế tôn nói như thế nào thật sự ta đã không chấp nhận và nói rằng thôi vừa rồi này chiến đấu sư hãy dừng ở đây chứ có hỏi ta về điều này tuy vậy ta sẽ trả lời này chiến đấu sư đối với chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say tinh tấn tâm của vị ấy trước đó phải có những ý nghĩ thấp kém ác ý ác nguyện như sau mong rằng các loài hữu tình ấy bị giết bị bắt bị tàn sát bị tàn hại hay mong họ chớ có tồn tại do vị ấy hăng hái tinh tấn như vậy nếu vị ấy bị người khác tàn sát đánh bại thời người ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục tên là Sarajita. Nếu người ấy có tà kiến như sau, vị chiến đấu viên nào giữa chiến trường Hăng Say Tinh Tấn, do Hăng Say Tinh Tấn như vậy bị người khác tàn sát đánh bại, vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên tên là Sarajita. Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến này, này chiến đấu sư ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú, một là địa ngục, hai là súc sanh. Khi được nghe nói vậy, vị chiến đấu sư phát khóc rơi nước mắt. Chính vì vậy, này chiến đấu sư, ta không chấp nhận và nói, thôi vừa rồi, này chiến đấu sư, hãy dừng ở đây, chứ có hỏi ta về điều này. Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng Bạch Thế Tôn vì con đã bị các đạo sư, các tổ sư, các chiến đấu viên thổi trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá con, chắc dẫn con lầm lạc, nói rằng ai là chiến đấu viên giữa các chiến trường hăng say, tinh tấn? Do hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên, tên là Sarasita. Thật vi diệu thay, bạch thế tôn, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bốn La Mã Kinh Người Cưỡi Voi Hatharoha Sutta 356 Như kinh trên chỉ khác là vị tượng sư. Năm La Mã Kinh Người Cưỡi Ngựa Asaroha Sutta 357 như kinh trên chỉ khác là vị mã sư. Sáu La Mã Kinh Asibanda Kabuta Asibanda Kabuta Sutta 358 Một thời, Thế Tôn trú ở Nalanda tại vườn xoài Bavarika. Rồi thôn trưởng Asibanda Kabuta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên thôn trưởng Asibanda Kabuta Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các vị bà La Môn, trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo phòng hoa huệ, Sevala, nhờ nước được thanh tịnh. Những người thợ lửa, khi một người đã chết, đã mạng chung, họ nhấc bổng và mang vị ấy ra ngoài. Uy Benti kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Còn Thế Tôn bạch thế tôn là bậc a la hán chánh đẳng giác thế tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới vậy này thôn trưởng ở đây ta sẽ hỏi ông nếu ông kham nhẫn hãy trả lời này thôn trưởng ông nghĩ thế nào ở đây một người sát sanh lấy của không cho sống theo tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp lại cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới ông nghĩ thế nào này thông trưởng người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy hay do nhân tán dương hay do nhân chấp tay đi cùng khắp sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú thiên giới. Thưa không, Bạch Thế Tôn, ví như này thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng, hãy đứng lên tảng đá lớn, hãy nổi lên tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy hay do nhân tán dương hay do nhân chắp tay đi cùng khắp có thể trồi lên hay nổi lên hay trôi dạt vào bờ không thưa không bạch thế tôn cũng vậy này thôn trưởng người nào sát sanh lấy của không cho sống theo tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm tham lam sân hận theo tà kiến rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp lại cầu khẩn tán dương chắp tay đi cùng khắp và nói rằng mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục ông nghĩ thế nào này thôn trưởng ở đây có người tự bỏ sát sanh tự bỏ lấy của không cho tự bỏ sống tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? Thưa không, Bạch Thế Tôn Phí như, này thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông, sapi, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đấy, ghe ấy trở thành từng miếng phụng hay từng mảnh phụng và chìm xuống nước còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên rồi một quần chúng đông đảo tù hợp lại cầu khẩn tán dương chắp tay đi cùng khắp và nói hãy chìm xuống này sữa đông và dầu hãy chìm sâu xuống này sữa đông và dầu hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu ông nghĩ thế nào này thông trưởng sữa đông ấy dầu ấy có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống hay chìm sâu xuống hay đi xuống tận đấy không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nơi lời phụ phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói. Mong rằng người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới. Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibanda Kabuta Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bảy La Mã Kinh ví dụ về thửa ruộng Khetu Bama Sutta 359 Một thời, Thế Tôn trú ở Nalanda, tại vườn xoài Bavarika rồi thôn trưởng Asibanda Kabuta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibanda Kabuta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình? Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Nhưng vì sao Bạch Thế Tôn đối với một số người Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn đối với một số người Thế Tôn thuyết pháp không hoàn toàn trọn vẹn như vậy. Vậy, này thôn trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông, ông kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở đây một số người cày ruộng có ba thứ ruộng, một loại tốt, một loại bậc trung và một loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Ông nghĩ thế nào này thông trưởng, người cày ruộng ấy muốn gieo hộp giống, thời gieo ở thửa ruộng nào trước? Ruộng tốt hay ruộng bậc trung hay ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc? Bạch Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo hộp giống, gieo vào thửa ruộng tốt, sau khi gieo ở đấy sông, lại gieo vào thửa ruộng loại trung, sau khi gieo ở đấy xong vì ấy có thể gieo hay không gieo hạt giống vào thửa ruộng loại xấu đất cứng có chất muối đất độc vì sao tối thiểu cũng có thể làm món ăn cho các trâu bò ví như thửa ruộng tốt này thôn trưởng là các tỷ kheo tỷ kheo ni của ta đối với họ ta thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh vì sao này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng loại trung, này thôn trưởng, là các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của ta. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. Ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc, này thông trưởng là các ngoại đạo sa môn, bà la môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ hiểu được chỉ một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. ví như này thôn trưởng, một người có ba bình nước. Một bình nước không nước trạng, không chảy nước, không thấm nước. Một bình nước không nước trạng, nhưng chảy nước và thấm nước. Một bình nước nước trạng, chảy nước, thấm nước. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu có người muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước? Người ấy chứa bình nước không nước trạng, không chảy nước, không thấm nước, hay bình nước không nước trạng, nhưng chảy nước và thấm nước, hay bình nước nước trạng, chảy nước và thấm nước. Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa vào bình nước không nước trạng, không chảy nước, không thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước vào bình nước không nước trạng, nhưng chảy nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước hay không chứa nước vào bình nước bị nước trạng bị chảy nước bị thấm nước vì sao vì ít nhất cũng có thể dùng để rửa vật dụng ví dụ với bình nước không nước trạng không chảy nước không thấm nước này thôn trưởng là các tỷ kheo tỷ kheo ni của ta ta thuyết pháp cho họ sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh vì sao này thôn trưởng vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn lấy ta làm hang ẩn lấy ta làm chỗ che chở lấy ta làm chỗ nương tựa ví dụ với cái bình nước không nứt trạng nhưng chảy nước và thấm nước này thôn trưởng là các nam cư sĩ nữ cư sĩ của ta ta thuyết pháp cho họ sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví dụ với cái bình nước bị nước tràn, bị chảy nước, bị thấm nước, này thôn trưởng là các ngoại đạo sa môn, bà la môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng nếu họ chỉ hiểu được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Banda Kabuta Bạch Thế Tôn Thật vi diệu, Bạch Thế Tôn, vân vân Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng, Tám La Mã Kinh Người Thổi Tù Phà trăm Sutta 360 Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại vườn xoài Bavarika rồi thôn trưởng Asibanda Kabuta đệ tử của phái Ni Kiền Tử đi đến Thế Tôn vân vân Thế Tôn nói với thôn trưởng Asibanda Kabuta đang ngồi một bên Này thôn trưởng, Nigantha thuyết pháp như thế nào cho chúng đệ tử bạch thế tôn ni găng tha thuyết pháp cho chúng đệ tử như sau ai sát hại sanh mạng tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục ai lấy của không cho tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục ai sống tạ hạnh trong các dục tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục ai nói láo tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, theo chiều hướng ấy, sanh thú của họ sẽ như thế nào. Như vậy, Bạch Thế Tôn, Bút Ta thuyết pháp cho các đệ tử. Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này thông trưởng, theo chiều hướng ấy, sanh thú của họ sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa ngục như lời của Bút Ta ông nghĩ thế nào này thôn trưởng có người sát hại sanh mạng ban đêm hay ban ngày hay thỉnh thoảng làm thời nào là nhiều hơn thời vì ấy sát hại sanh mạng hay thời vì ấy không sát hại sanh mạng bạch thế tôn có người sát hại sanh mạng ban đêm hay ban ngày hay thỉnh thoảng làm thời này là ít hơn là thời vì ấy sát hại sanh mạng và thời kia là nhiều hơn thời vì ấy không sát hại sanh mạng phạm sống tối đa, tối đa như thế nào? Này thôn trưởng, theo chiều hướng ấy, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa ngục như lời của nata Natabutta. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Có người lấy của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy lấy của không cho, hay thời vị ấy không lấy của không cho? Bạch Thế Tôn, có người lấy của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời vị ấy lấy của không cho, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không lấy của không cho. Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào? Này thôn trưởng, theo chiều hướng ấy, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời sẽ không có ai sanh vào đọa xứ, địa ngục như lợi của Nigantha Natabutta. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, có người sống theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục, hay thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong các dục. Bạch Thế Tôn, có người sống theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm, Thời này là ít hơn, thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục, và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong các dục. Phạm sống tối đa, tối đa như thế nào? Này thông trưởng, theo chiều hướng ấy, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời không có ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Natabutta. Ông nghĩ thế nào, này thông trưởng? Có người sống nói láo, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời nào là nhiều hơn? Thời vì ấy nói láo, hay thời vì ấy không nói láo? Bạch Thế Tôn Có người nói láo, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời này là ít hơn, thời vì ấy nói láo, và thời kia là nhiều hơn, thời vì ấy không nói láo. Phạm sống tối đa, tối đa như thế nào? Này Thung Trưởng theo chiều hướng ấy, sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu sự thật là vậy, thời không ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục như lời của Nigantha Natabutta. Ở đây, này thôn trưởng, có vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Ai sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Này thông trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị đạo sư ấy. Vị ấy suy nghĩ, thầy ta nói như sao, thấy như sao. Ai sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Nay ta có sát hại một sanh mạng, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ địa ngục. Vị ấy chấp trước tạ kiến ấy, này thôn trưởng, không đoạn tận lợi ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục như vậy. Thầy ta nói như sao, thấy như sao, ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Này ta có lấy của không cho, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lợi ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, Vì ấy chắc chắn rơi vào địa ngục như vậy. Thầy ta nói như sau, thấy như sau. Ai sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Nay ta sống theo tà hạnh trong các dục, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Vì ấy chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn rơi vào địa ngục như vậy. Thầy ta nói như sao, thấy như sao. Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Này ta nói láo, như vậy ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, không đoạn tận tâm ấy, không tự bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn rơi vào địa ngục như vậy. Ở đây, này thôn trưởng, như Lai sanh ra ở đời, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Như Lai dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công kích sát sanh và nói, chớ có sát sanh, chỉ trích, công kích lấy của không cho và nói, chớ có lấy của không cho, chỉ trích, công kích sống theo tà hạnh trong các dục và nói, chớ có sống theo tà hạnh trong các dục chỉ trích công kích nói láo và nói chớ có nói láo này thôn trưởng người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị đạo sư ấy vị ấy suy tư như sau thế tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích công kích sát sanh và nói chớ có sát sanh nay ta có sát hại như thế này hay như thế kia như vậy là không nên na xuất thu như vậy là không tốt và do duyên ấy ta có thể hối hận ác nghiệp ta làm nay sẽ không làm nữa. Người ấy do suy tư như vậy liền từ bỏ sát sanh và trong tương lai người ấy định chỉ sát sanh. Như vậy ác nghiệp được vượt qua. Thế tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công kích, lấy của không cho và nói: "Chớ có lấy của không cho. Nay ta có lấy của không cho như thế này hay như thế kia, như vậy là không nên, như vậy là không tốt." Và do duyên ấy ta có thể hối hận. Ác nghiệp ta làm, nay sẽ không làm nữa. Người ấy do suy tư như vậy, liền từ bỏ lấy của không cho. Và trong tương lai, người ấy định chỉ lấy của không cho. Như vậy, ác nghiệp ấy được vượt qua. Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công kích, sống theo tà hạnh trong các dục, vân vân. Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công kích nói láo, vân vân do đoạn tận sát sanh người ấy trở thành người không sát sanh do đoạn tận lấy của không cho người ấy trở thành người không lấy của không cho do đoạn tận sống theo tà hạnh trong các dục người ấy trở thành người không sống theo tà hạnh trong các dục do đoạn tận nói láo người ấy trở thành người từ bỏ nói láo do đoạn tận nói hai lưỡi người ấy trở thành người từ bỏ nói hai lưỡi do đoạn tận nói lời độc ác người ấy trở thành người từ bỏ nói lời độc ác do đoạn tận nói lời phù phiếm người ấy trở thành người từ bỏ nói lời phù phiếm đoạn tận tham không có tham lam đoạn tận sân không có sân tâm đoạn tận tà kiến người ấy trở thành người theo chánh kiến này thôn trưởng vị thánh đệ tử ấy từ bỏ tham từ bỏ sân từ bỏ si chánh niệm tỉnh giác với tâm câu hữu với từ sống biến mãn một phương cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân ví như này thôn trưởng một người lực sĩ thổi tù và bằng con ốc với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết cũng vậy này thôn trưởng tu tập xã tâm giải thoát như vậy làm cho tăng trưởng như vậy phàm nghiệp làm có hạn lượng. Ở đây sẽ không còn dư tàn, ở đây sẽ không còn tồn tại. Này thôn trưởng, vị thánh đệ tử ấy, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm tỉnh giác, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xã, sống biến mãn một phương. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xã, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Ví như, này thôn trưởng, một người lực sĩ thổi tù phà với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy, này thôn trưởng, tu tập xã tâm giải thoát như vậy, làm cho tăng trưởng như vậy phàm nghiệp làm có hạn lượng. Ở đây sẽ không còn dư tàn, ở đây sẽ không còn tồn tại. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asibanda Kabuta Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, vân vân từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Chính là Mã, Kinh Gia Tộc, Kula Sutta 361 Một thời, Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng Tỷ Kheo và đi đến Nalanda. Tại đây, Thế Tôn trú ở Nalanda, tại vườn xoài Bavarika. Lúc bấy giờ, Nalanda đang bị đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cộng rạ. salaka Phutta. Lúc bấy giờ, Nigantha Natabutta sống ở Nalanda với đại chúng nigantha Rồi thông trưởng Asi Banda đệ tử của Nigandha Natabutta, đi đến Nigandha Natabutta. Sau khi đến, đảnh lễ Nigandha Natabutta rồi ngồi xuống một bên. Nigandha Natabutta nói với thông trưởng Asi Banda đang ngồi một bên: "Hãy đến, này thông trưởng, hãy đến cật vấn Sāmuṇe Gotama." như vậy tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan khắp về ông. Samun Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị thôn trưởng Asi Banda Kabuta cật vấn. Thưa tôn giả, làm thế nào con có thể cật vấn Samun Gotama, một vị có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? Hãy đến, này thôn trưởng, hãy đến Samun Gotama. Sau khi đến, nói với Samun Gotama như sau. Đúng như vậy, này thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ mẫn với các gia đình. Thời ông hỏi Sa môn Gotama, vậy vì sao Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng tỷ kheo lại du hành tại Nalanda đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cộng trả. Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình thực hành sự bất hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia đình. Như vậy, này thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có hai đầu nhọn, sa môn Gotama không có thể nhổ ra, cũng như không có thể nuốt xuống. Thưa vân, tôn giả Thông trưởng Asibanda Kabuta phân đáp Nikantha Natabutta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nikantha Natabutta thân phí hữu hướng về ngài rồi đi đến thế tôn sau khi đến thôn trưởng đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên thôn trưởng asibanda kabutta bạch thế tôn có phải bạch thế tôn thế tôn dùng nhiều phương tiện tán thán thương kính các gia đình tán thán bảo vệ các gia đình tán thán lòng từ mẫn với các gia đình đúng vậy này thôn trưởng như lai dùng nhiều phương tiện tán thán thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán lòng từ mẫn với các gia đình. Vậy vì sao bà Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng tỷ kheo lại du hành tại Nalanda đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cộng trạ. Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia đình. Đại thôn trưởng, Ta nhớ từ 91 kiếp về trước, ta không hề biết đã có làm hại một gia đình cho đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình ấy đều rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài sản ấy được thâu hoạch do bố thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được thâu hoạch một cách tự chế. Này thông trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm tổn hại các gia đình. Do quốc vương các gia đình đi đến tổn hại hay do trộm cướp các gia đình đi đến tổn hại hay do lửa các gia đình đi đến tổn hại hay do nước các gia đình đi đến tổn hại hay họ tìm không được tiền của dấu cất hay do biến nhát họ bỏ bê công việc hay do gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình người ấy phân tán vikirati phá hoại vidamati làm tổn hại City và vô thường là thứ tám này thôn trưởng chính tám nhân tám duyên này làm tổn hại các gia đình này thôn trưởng vì rằng tám nhân này tám duyên này có mặt có hiện hữu nếu ai nói về ta như sau thế tôn thực hành tàn phá các gia đình thực hành bất hạnh cho các gia đình thực hành tổn hại cho các gia đình thời này thôn trưởng nếu người ấy không bỏ lời nói ấy không bỏ tâm ấy không tự bỏ kiến ấy chắc chắn Gia Tha Ba Tăng, người ấy sẽ bị ném vào địa ngục như vậy. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asibanda Kabuta Bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, vân vân, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Mười La Mã Kinh Manichulaka Manichulaka Sutta 362 một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ trong cung vua, quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp. Câu chuyện sau đây được khởi lên. Các sa môn thuộc dòng thích tử được phép dùng vàng bạc. Các sa môn thích tử được giữ vàng bạc. Các sa môn thích tử được nhận lấy vàng bạc. Lúc bấy giờ, thôn trưởng Manichulaka đang ngồi trong hội chúng ấy. Rồi thôn trưởng Manichulaka thưa với hội chúng ấy. Các tôn giả chớ có nói như vậy. Các sa môn thích tử không được phép dùng vàng bạc. Các sa môn thích tử không được giữ vàng bạc. Các sa môn thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các sa môn thích tử tự bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc. Nhưng thôn trưởng Manichulaka không thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận rồi thôn trưởng Manichulaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Manichulaka bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong cung vua, một số quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Các sa môn thích tử được phép dùng vàng bạc, các sa môn thích tử được giữ vàng bạc, các sa môn thích tử được nhận lấy vàng bạc khi được nghe nói vậy, bạch thế tôn, con nói với hội chúng ấy: các tôn giả chưa có nói như vậy. Các sa môn thích tử không được phép dùng vàng bạc. Các sa môn thích tử không được giữ vàng bạc. Các sa môn thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các sa môn thích tử từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc. Nhưng bạch thế tôn, con không thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận. Trả lời như vậy, bạch thế tôn không biết con có nói đúng lời Thế Tôn, con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Con đã trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Trả lời như vậy, này thôn trưởng, ông nói đúng lời của ta. Ông không xuyên tạc ta với điều không thật. Ông đã trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Này thôn trưởng, các sa môn thích tử không được phép dùng vàng bạc các sa môn thích tử không được giữ vàng bạc các sa môn thích tử không được nhận lấy vàng bạc các sa môn thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc họ đã ly khai vàng và bạc đối với ai được dùng vàng bạc người ấy cũng được phép dùng năm dục công đức đối với ai được phép dùng năm dục công đức người ấy hoàn toàn thọ trì phi sa môn pháp phi thích tử pháp này thôn trưởng ta nói như sau cỏ được đi tìm cầu bởi ai cần đến cỏ củi được đi tìm cầu bởi ai cần đến củi cổ xe được đi tìm cầu bởi ai cần đến cổ xe người được đi tìm cầu bởi ai cần đến người nhưng này thôn trưởng không bất cứ một lý do gì ta nói rằng vàng bạc được chấp nhận được tìm cầu 11 La Mã Kinh Baraka Baraka Sutta 363 Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Ma La tại Uruvela một thị trấn của dân chúng Ma La. Rồi thôn trưởng Baraka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Baraka bạch Thế Tôn: "Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, này thôn trưởng nếu y cứ vào thời quá khứ ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ ở đây ông sẽ phân vân sẽ có nghi ngờ này thôn trưởng nếu y cứ vào thời vị lai ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai ở đây ông sẽ có phân vân sẽ có nghi ngờ như nay ta ngồi chính ở đây, này thôn trưởng, với ông cũng ngồi ở đây, ta sẽ thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa Vân, Bạch Thế Tôn Thôn trưởng Baraka Vân Đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ở tại Uruvela Kappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích thì ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Thưa có Bạch Thế Tôn, ở tại Uruvela Kappa có những người nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích thì con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này thông trưởng, ở tại Uruvela Kappa này có những người nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não thưa có bạch thế tôn ở tại uruvela kappa có những người nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não do nhân gì do duyên gì này thôn trưởng đối với một số người ở tại uruvela kappa nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích thì ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não do nhân gì do duyên gì này thôn trưởng đối với một số người ở uruvela kappa nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não đối với một số người ở tại uruvela kappa bạch thế tôn nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích thì con có khởi lên sầu bi khổ ưu não là vì con có dục và tham đối với họ nhưng đối với một số người ở tại uruvela kappa bạch thế tôn nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não là vì con không có dục và tham đối với họ ông nói con có lòng dục và tham đối với họ con không có lòng dục và tham đối với họ. Này thôn trưởng, có phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thể nhập nhờ pháp này? Ông uống nắng phương pháp, na da theo phương pháp ấy đối với quá khứ, vị lai. Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phạm có khổ nào khởi lên trong tương lai, Tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Thật vi diệu thay bạch thế tôn, thật hy hữu thay bạch thế tôn. Thật là khéo nói, lời nói này của thế tôn, phạm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Bạch thế tôn, con có người con trai tên là chiravasi sống xa ở đây khi vợ nói vậy bạch thế tôn con cử người đi và nói này ông hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ chiravasi cho đến khi người ấy trở về bạch thế tôn con ở trong tình trạng bồn chồn hồi hộp không biết đứa trẻ chiravasi có bệnh tật gì không ông nghĩ thế nào này thôn trưởng nếu đứa trẻ chiravasi của ông bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích hay sinh mạng bị đổi khác thì ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không bạch thế tôn nếu đứa con trai chiravasi của con bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích hay sinh mạng bị đổi khác thì làm sao con không khởi lên sầu bi khổ ưu não được với pháp môn này này thôn trưởng cần phải hiểu như sau phạm có khổ nào khởi lên tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu ông không thấy, không nghe mẹ của Chiravasi, thời ông có lòng dục hay lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Chiravasi không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Nhưng này thôn trưởng, khi ông thấy được, này thôn trưởng, khi ông nghe được, thời ông có lòng dục hay lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Chiravasi không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này thông trưởng, nếu mẹ của Chiravasi bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích hay sinh mạng bị đổi khác thì ông có khởi lên sầu bi, khổ, ưu, não không? Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Chiravasi bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đổi khác, thì làm sao con không khởi lên sầu bi khổ ưu não được? Với pháp môn này, này thông trưởng cần phải hiểu biết như sau: phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ. mười hai la mã kinh rasiya rasiya sutta ba trăm sáu mươi bốn một thời thôn trưởng rasiya đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên thôn trưởng rasiya bạch thế tôn con có nghe rằng sa môn gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh bài bát, chống bán hoàn toàn mọi người sống khổ hạnh mọi lối sống khắc khổ những người nói như vậy bạch thế tôn không biết có nói đúng với lời thế tôn không xuyên tạc thế tôn với điều không thật trả lời thuận pháp đúng pháp và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích này thun trưởng những ai đã nói như sau sa môn gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh bài bác chống bán hoàn toàn mọi người sống khổ hạnh mọi lối sống khắc khổ họ nói không đúng lời ta nói họ xuyên tạc ta với điều không thật với điều không chân chánh một la mã có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt đê tiện phàm phu không xứng thánh hạnh không liên hệ đến mục đích hai là hành hạ tự thân khổ đau không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo đã được như lai giác ngộ tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn thế nào là con đường trung đạo ấy này thôn trưởng đã được như lai giác ngộ tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn đây là con đường thánh đạo tám ngành tức là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đây là con đường trung đạo này thôn trưởng được như lai giác ngộ tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn hai la mã này thôn trưởng có ba hạng người hưởng thọ phật dục có mặt ở trong đời thế nào là ba ở đây này thôn trưởng có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh người ấy không tự mình vui sướng không hoan hỉ không san sẻ không làm các công đức ở đây này thôn trưởng có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh người ấy tự mình vui sướng hoan hỉ không san sẻ không làm các công đức ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, sang sẻ và làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hướng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, sang sẻ, làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không sang sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không sang sẻ, không làm các công đức. Ở đây này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Và người ấy hưởng thọ với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, sang sẻ và làm các công đức, và người ấy hưởng thọ với tâm không tham trước, không say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Ba La Mã Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ Phật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không sang sẻ, không làm các công đức. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Này thôn trưởng, người hướng thọ Phật dục này về ba phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hướng thọ Phật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hướng thọ Phật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán Về hai phương diện gì bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Về một phương diện gì người ấy được tán thán Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ Về phương diện này người ấy được tán thán Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng Về hai phương diện bị chỉ trích Về một phương diện được tán thán Ở đây, này thôn trưởng Có người hướng thọ vật dục Tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hướng thọ vật dục này, này thông trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện gì người ấy bị chỉ trích. Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện này người ấy bị chỉ trích. Về phương diện gì người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán Người hướng thọ vật dục này, này thông trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán Ở đây, này thông trưởng, có người hướng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không sang sẻ, không làm các công đức. Người hướng thọ Phật dục này, này thông trưởng, về một phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy được tán thán, về ba phương diện nào người ấy bị chỉ trích. Người ấy tìm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ Phật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hướng thọ vật dục, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán, người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích, người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng. Về hai phương diện được tán thán về hai phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hướng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hướng thọ Phật dục này, này thông trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Thế nào là một phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về một phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán về một phương diện bị chỉ trích. Ở đây, có người hưởng thọ Phật dục này thông trưởng tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ và không làm các công đức. Người hưởng thọ Phật dục này này thông trưởng về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện nào người ấy được tán thán. Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện này người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình vui sướng hoan hỷ. Về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Người hướng thọ vật dục này, này thông trưởng, về một phương diện được tán thán về hai phương diện bị chỉ trích. Ở đây, có người hướng thọ vật dục, này thông trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không sang sẻ, không làm các công đức. Người hướng thọ vật dục này, này thông trưởng, về hai phương diện được tán thán về một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán. Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, về phương diện thứ hai này người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện này người ấy bị chỉ trích người hướng thọ vật dục này này thôn trưởng về hai phương diện được tán thán về một phương diện bị chỉ trích ở đây này thôn trưởng có người hướng thọ vật dục tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ san sẻ và làm các công đức người ấy hưởng thọ các tài sản một cách tham trước say đắm phạm tội không thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ không xuất ly. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán về một phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán Người ấy sang sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào, người ấy bị chỉ trích. Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm. Và với trí tuệ không xuất ly, về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán tháng một phương diện bị chỉ trích ở đây này thông trưởng có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ san sẻ và làm các công đức người ấy hưởng thọ các tài sản ấy không có tham trước không có say đắm không có phạm tội thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly Người hướng thọ Phật dục này, này thông trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Người ấy hưởng thọ tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm, và với trí tuệ xuất ly. Về phương diện thứ tư này, người ấy được tán thán Người hướng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán Bốn La Mã Này thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, hiện sống ở đời. Này thôn trưởng, có hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh. Vì ấy tự mình hành xác, hành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh nào. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ. Vì lòng tin xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành xác hành khổ, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp, chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Năm La Mã. Ở đây, này thôn trưởng có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, không chứng được thiện pháp, không chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Thế nào là về ba phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tự mình hành xác, hành khổ. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng đắc thiện pháp, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thông trưởng, về ba phương diện này bị chỉ trích. Ở đây, này thông trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp nhưng không chứng ngộ pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh người tu khổ hạnh sống khắc khổ này này thôn trưởng về hai phương diện bị chỉ trích về một phương diện được tán thán thế nào là về hai phương diện người ấy bị chỉ trích người ấy tự mình hành xác hành khổ về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích người ấy không chứng ngộ pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích Thế nào là về một phương diện người ấy được tán thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện này người ấy được tán thán. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thông trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Ở đây, này Thông trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp và chứng ngộ pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy tự mình hành xác, hành khổ. Về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán Người ấy chứng được thiện pháp. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán người ấy chứng ngộ pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh về phương diện thứ hai này người ấy được tán thán người tu khổ hạnh sống khắc khổ này này thôn trưởng về một phương diện bị chỉ trích về hai phương diện được tán thán sáu la mã này thôn trưởng có ba pháp thiết thực hiện tại không có già lão có hiệu quả tức thời đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người có trí tự mình giác hiểu thế nào là ba phàm người tham dục ra ga do nhân tham dục nghĩ đến tự hại nghĩ đến hại người khác nghĩ đến hại cả hai khi tham dục được đoạn tận người ấy không nghĩ đến tự hại không nghĩ đến hại người khác không nghĩ đến hại cả hai như vậy những quả này thiết thực hiện tại không có già lão có hiệu quả tức thời đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người có trí tự mình giác hiểu. Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân hận được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những quả này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu phàm người si mê do nhân si mê nghĩ đến tự hại nghĩ đến hại người khác nghĩ đến hại cả hai khi si mê được đoạn tận vị ấy không nghĩ đến tự hại không nghĩ đến hại người khác không nghĩ đến hại cả hai như vậy những quả này thiết thực hiện tại không có già lão có hiệu quả tức thời đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người có trí tự mình giác hiểu ba pháp này, này thôn trưởng, thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Gia Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, vân vân từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 13 la mã Kinh Bataliya Bataliya Sutta 365 Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya tại thị trấn của dân chúng Koliya tên là Uttara. Rồi thôn trưởng Bataliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Bataliya bạch Thế Tôn. Con được nghe rằng bạch Thế Tôn Sa môn Gotama biết huyễn thuật Maya. Bạch Thế Tôn, những ai nói rằng Sa môn Gotama biết huyễn thuật, những người ấy, Bạch Thế Tôn có nói đúng với lời Thế Tôn hay không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, họ trả lời đúng pháp, tùy pháp. Saha Damiko và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do gì để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn chống bán Thế Tôn. Abakati những ai nói rằng này thôn trưởng sa môn gotama biết huyễn thuật những người ấy nói đúng lời nói của ta họ không xuyên tạc ta với điều không thật họ nói lời đúng pháp tùy pháp và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do để chỉ trích như vậy là đúng sự thật bạch thế tôn tuy rằng con không tin các vị sa môn bà la môn ấy nói rằng sa môn gotama biết huyễn thuật như vậy bạch thế tôn cuối cùng sa gotama là người sống theo huyễn thuật ai nói rằng như lai biết huyễn thuật người ấy có nói rằng như lai là người sống theo huyễn thuật nói rằng như vậy là thế tôn như vậy là thiện thệ vậy này thôn trưởng về vấn đề này ta sẽ hỏi ông nếu có thể kham nhẫn ông có thể trả lời một la mã một Ông nghĩ thế nào, này thông trưởng? Ông có biết, này thông trưởng, các người làm thuê của dân chúng Cô Sa La có búi tóc thồng xuống? Con có biết, Bạch Thế Tôn, các người làm thuê của dân chúng Cô Sa La có búi tóc thồng xuống? Ông nghĩ thế nào, này thông trưởng? Dùng vào mục đích gì mà những người làm thuê của dân chúng Cô Sa La có búi tóc thồng xuống? Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala được dùng để chế ngự các người ăn trộm và để mang đi các tin tức cho dân chúng Kosala. Được dùng vào mục đích ấy, Bạch Thế Tôn là những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ông có biết những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người trì giới hay là những người ác giới? Con được biết Bạch Thế Tôn, những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Cô Sa La là những người ác giới theo ác pháp. Nếu có những người theo ác giới, theo ác pháp ở đời, chính là những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Cô Sa La, không có ai khác. Này thôn trưởng, nếu có ai nói rằng thôn trưởng Bataliya biết được những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Cô Sa La là người ác giới theo ác pháp, thời thôn trưởng Batalia cũng là người theo ác giới, theo ác pháp. Người nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác, còn con là khác. Tự tánh của những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác, tự tánh của con là khác. Này thôn trưởng, ông sẽ được tiếng như sau. Thôn trưởng Batalia biết rằng các người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người ác giới theo ác pháp. Nhưng thông trưởng Bataliya không phải là người có ác giới theo ác pháp. Như vậy, tại sao Như Lai lại không được tiến rằng Như Lai là người biết huyễn thuật, nhưng Như Lai không phải là người sống theo huyễn thuật? Này thông trưởng, ta rõ biết huyễn thuật và quả dị thuộc của huyễn thuật. Và thực hành như thế nào mà một người làm huyễn thuật sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục ta rõ biết như vậy hai này thôn trưởng ta rõ biết sát sanh và quả dị thục của sát sanh và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người sát sanh sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết lấy của không cho và quả dị thục của lấy của không cho và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người lấy của không cho sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết sự sống theo tà hạnh trong các dục và quả dị thục của sự sống theo tà hạnh trong các dục và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người sống tà hạnh trong các dục sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thông trưởng, ta rõ biết nói láo và quả dị thục của nói láo, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói láo, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thông trưởng, ta rõ biết nói hai lưỡi và quả dị thục của nói hai lưỡi, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói hai lưỡi, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết lời độc ác và quả dị thục của lời độc ác và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói lời độc ác sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết nói lời phù phiếm và quả dị thục của nói lời phù phiếm và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói lời phù phiếm sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết lòng tham dục và quả dị thục của lòng tham dục và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng tham dục sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết lòng sân hận và quả dị thục của lòng sân hận và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng sân hận sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này thôn trưởng ta rõ biết tà kiến và quả dị thục của tà kiến và ta cũng rõ biết một người có tà kiến sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục hai la mã này thôn trưởng có một số sa môn bà la môn nào nói như sau thấy như sau ai sát hại sanh mạng tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu ai lấy của không cho tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu ai sống tạ hành trong các dục tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu ai nói láo tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu 1. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, khéo tắm, khéo thoa dầu sáp, râu tóc chảy chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. Về người này, họ hỏi, Này bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, được khéo tắm, tóc râu chảy chuốt, được nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua? Các ông trả lời về người ấy như sau, này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đoạt mạng sống của kẻ đó. Nhà vua hoan hỷ đối với người ấy nên đã thưởng cho người ấy. Do vậy, người này được đeo phòng hoa, được đeo bông tai, được khéo tắm, khéo thoa dầu sáp, râu tóc chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. 2. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật chắc đầu cạo trọc với tiếng trống chát tai được dẫn đi từ đường này qua đường khác từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía nam và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam về người này họ hỏi này bạn người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật chắc đầu cạo trọc với tiếng trống chát tai được dẫn đi từ đường này qua đường khác từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía nam và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam các ông trả lời về người ấy như sau này bạn người này là kẻ thù của vua người này đã đoạt mạng sống một người đàn bà hay một người đàn ông do vậy người của vua bắt người này và đối xử như vậy với người này ông nghĩ thế nào này thôn trưởng ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những sa môn hay bà la môn nào nói như sau, thấy như sau. Ai sát hại sanh mạng, tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu, họ nói đúng sự thật hay nói láo. Bạch Thế Tôn, họ nói láo. Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là người trì giới hay ác giới là người ác giới bạch thế tôn những người ác giới theo ác pháp là tà hạnh hay chánh hạnh là tà hạnh bạch thế tôn những người tà hạnh là những người có tà kiến hay có chánh kiến là những người có tà kiến bạch thế tôn và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ thưa không, Bạch Thế Tôn 3. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, vân vân được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. Vậy người này, họ hỏi, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, vân vân được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua? Các ông trả lời về người ấy như sau này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đem về châu báu. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người này được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. 4. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt ra đằng sau, vân vân, và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam về người này họ hỏi Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau, vân vân, tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau Này bạn, người này đã từ làng hay từ ngôi trường lấy những vật không cho, được gọi là ăn trộm. Do vậy, những người của nhà vua bắt người này và đối xử như vậy với người này. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng bạch thế tôn con từng thấy và nghe một người như vậy và sẽ được nghe trong tương lai ở đây này thôn trưởng những sa môn hay bà la môn nào nói như sao thấy như sao ai lấy của không cho tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu họ nói đúng sự thật hay họ nói láo vân vân như trên và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Năm. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. Về người này, họ hỏi. Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. Các ông trả lời về người ấy như sau. Này bạn, người này có tạ hạnh với những người vợ của kẻ thù nghịch của vua, nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thử người ấy. Do vậy, người ấy được đeo phòng hoa, được đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. 6. Nhưng này thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt, vân vân và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này, họ hỏi. Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau, vân vân tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau. Này bạn, người ấy đã phạm tà hạnh với các phụ nữ và các con gái các gia đình. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những sa môn hay bà la môn nào nói như sao, thấy như sao? Ai có tạ hạnh trong các dục tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu họ nói đúng sự thật hay họ nói láo vân vân như trên và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ thưa không bạch thế tôn bảy nhưng ở đây này thôn trưởng chúng ta thấy có người đeo vòng hoa đeo bông tai vân vân được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. về người ấy họ hỏi, Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua? Các ông trả lời về người ấy như sau. Này bạn, người này làm cho vua cười với lời nói láo. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người ấy được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, vân vân, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác vị vua. 8. Như này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt, vân vân, và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này, họ hỏi. Này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau, vân vân, tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau: Này bạn, người ấy do nói láo đã phá hại tài sản của người gia chủ hay con của người gia chủ. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy. Này thông trưởng, ông nghĩ thế nào? Ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy và sẽ được nghe trong tương lai ở đây này thôn trưởng những sa môn hay bà la môn nào nói như sao thấy như sao ai nói láo tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu họ nói đúng sự thật hay nói láo vân vân như trên và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ thưa không bạch thế tôn ba la mã thật là vi diệu bạch thế tôn thật là hy hữu bạch thế tôn con có một ngôi nhà nghỉ mát tại đấy có những giường có những chỗ ngồi có những đèn dầu có vị sa môn hay bà la môn nào đến trú ngụ tại đấy tùy theo khả năng tùy theo sức lực con chia sẻ với các vị ấy thổi trước bạch thế tôn có bốn vị đạo sư có quan điểm khác nhau có kham nhẫn khác nhau có sở thích khác nhau đến trú ngụ tại ngôi nhà nghỉ mát ấy một một vị đạo sư nói như sau thấy như sau không có bố thí không có lễ hy sinh không có tế tự không có quả dị thuộc các nghiệp thiện ác không có đời này không có đời sau không có mẹ không có cha không có các loại hóa sanh ở đời không có những vị sa môn những vị bà la môn chánh hướng chánh hạnh đã tự mình chứng tri chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại 2. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau, có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Ở đời, có những vị sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. 3. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Do duyên như vậy, không có tội ác, không có đi đến tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, do duyên ấy không có công đức, không đi đến công đức. 4. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Tự mình làm hay khiến người làm, chém giết hay tự mình chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi. Sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Hành động như vậy có tội ác, có đi đến tội ác. Nếu lấy một bến xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, vì vậy có tội ác, có đi đến tội ác. Nếu có người đi đến bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, có tội ác. Do duyên như vậy, có tội ác, có đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ. Do duyên như vậy, có công đức, có đi đến công đức. 5. Về vấn đề này, bạch thế tôn con có phân vân con có nghi ngờ giữa những tôn giả sa môn bà la môn này ai là người nói sự thật ai là người nói láo thôi vừa rồi này thông trưởng là sự phân vân của ông thôi vừa rồi là sự nghi ngờ của ông chính do ở điểm phân vân mà nghi ngờ khởi lên bạch thế tôn nhưng con có lòng tính thành như vậy đối với thế tôn thế tôn có thể thuyết pháp cho con để sự phân vân này có thể đoạn diệt bốn la mã này thôn trưởng có pháp thiền định ở đây nếu ông chứng được tâm định thời ông có thể đoạn diệt sự phân vân này của ông và này thôn trưởng thế nào là pháp thiền định một ở đây này thôn trưởng vị thánh đệ tử sau khi đoạn tận sát sanh vị ấy sống từ bỏ sát sanh sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho. Sau khi đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ấy sống từ bỏ tà hạnh trong các dục. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói láo. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, vị ấy sống từ bỏ nói lời độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ nói lời phù phiếm sau khi đoạn tận tham dục, vị ấy sống từ bỏ lòng tham. Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ấy sống từ bỏ lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị ấy sống theo chánh kiến. Vị thánh đệ tử ấy, này thôn trưởng, với lòng tham từ bỏ như vậy, với lòng sân từ bỏ như vậy, không có lòng si, tỉnh giác, chánh niệm, sống biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau. Vị đạo sư nói như sau, thấy như sau, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thuộc các nghiệp thiện ác không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời không có những vị sa môn, bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. Nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh. Ở đây cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may thân ta được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, thiên giới. Với vị ấy, hân hoan sanh khởi. Do hân hoan hỷ sanh khởi. Do hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ được cảm giác. Với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này thôn trưởng, đây là pháp thiền định. Ở đây, nếu ông được tâm định như vậy sự phân vân của ông được đoạn diệt hai vị thánh đệ tử ấy này thôn trưởng với lòng tham được từ bỏ như vậy với lòng sân được từ bỏ như vậy không có lòng si sống tỉnh giác chánh niệm biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sao, vị đạo sư nói như sao, thấy như sao, có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả gì thuộc các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Ở đời, có những vị sa môn, bà la môn chánh hướng chánh hạnh đã tự mình chứng tri chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật ta cũng không có tội lỗi gì vì ta không hại một ai kẻ yếu hay kẻ mạnh ở đây cả hai phương diện ta là kẻ gieo quẻ gặp may thân ta được hộ trì lời nói ta được hộ trì ý ta được hộ trì và sau khi thân hoại mạng chung ta sẽ được sanh thiện thú thiên giới. Với vị ấy, hân hoan sanh khởi, vân vân, như trên. Như vậy, sự phân vân của ông được đoạn diệt. 3. Vị thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, vân vân, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ vân vân, không hận, không sân, vị ấy suy tư như sao, Vị đạo sư nói như sao, thấy như sao, tự làm hay khiến người làm, vân vân Như trên, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì, vân vân Như trên, như vậy sự phân vân của ông được đoạn diệt. 4. Vị thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, vân vân biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ vân vân không hận không sân vị ấy suy tư như sao vị đạo sư nói như sao thấy như sao tự mình làm hay khiến người khác làm vân vân như trên do duyên ấy có tội ác có đi đến tội ác vân vân do nhân duyên ấy có công đức có đi đến công đức nếu tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật ta cũng không có tội lỗi gì vân vân như trên. Như vậy, sự phân vân của ông được đoạn diệt. Năm La Mã một Vị thánh đệ tử, này thôn trưởng, vân vân như đoạn 1 phần 4 La Mã, kinh 365, chỉ khác phần trước là tâm câu hữu với từ phần này là tâm câu hữu với bi, vân vân tâm câu hữu với hỷ, vân vân tâm câu hữu với xã. 2 Như đoạn 2, phần 4, kinh 365, chỉ khác phần này là tâm câu hữu với bi, vân vân, tâm câu hữu với hỷ, vân vân, câu hữu với xã. 3 Như đoạn 3, phần 4 La Mã, kinh 365, chỉ khác phần này là tâm câu hữu với bi, vân vân, câu hữu với hỷ, vân vân, câu hữu với xã. 4 như đoạn 4, phần 4 La Mã, kinh 365, chỉ khác phần này là tâm câu hữu với bi, vân vân, câu hữu với hỷ, vân vân, câu hữu với xã. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Bataliya Bạch Thế Tôn Thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.